Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 2 trên đài truyền kết thúc số VTC. Thưa quý vị, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại trên tầm Bắc Bộ và lan nhanh xuống khu vực Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác, kết hợp với gió Đông Bắc mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, xét đậm rất hại xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay hạ thấp từ 7 cho đến 10 độ, vùng núi từ 3 cho đến 6 độ, một số nơi thuộc vùng núi cao khả năng lại xuống dưới không độ. Đến trưa chiều mai, trời còn nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ngày hầu hết đều dưới ngưỡng 15 độ. riêng một số nơi thuộc khu vực Lai Châu và Điện Biên như là Mường Tè, Mường La Điện Biên thì do điều kiện địa hình cho nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 18 cho đến 21 độ. do không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. tàu thuyền nên chú ý hạn chế ra khơi trong thời điểm này. Đối với các tỉnh Trung Trung Bộ, ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống, cho nên các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi sẽ chuyển nhiều mây và có mưa trở lại, nên nhiệt độ giảm nhẹ, trời rét từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế và lạnh từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, với biên độ nhiệt ngày đêm tại các tỉnh phía Bắc là từ 14 cho đến 18 độ, phía Nam từ 19 cho đến 23 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì ít chịu sự chi phối của khí lạnh. Thời tiết ổn định, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, với nhiệt độ về đêm và sáng là từ 19 cho đến 22 độ. Riêng tại khu vực Tây Nguyên thì trời còn rét, nhiệt độ trưa chiều mai tăng lên mức là từ 27 cho đến 30 độ. Riêng các tỉnh thành thuộc Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ thưa quý vị và bà con hiện tại diện tích nuôi tôm ở tỉnh trà vinh và một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long được phát hiện năm mẫu dương tính với virus đốm trắng khiến cho tôm chết hàng loạt đây là loại bệnh không có thuốc đặc trị khả năng lây lan là rất lớn hơn nữa thời gian qua thời tiết diễn biến rất phức tạp trời xe lạnh kéo dài nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch quá cao độ mặn độ ph môi trường nước hiện không ổn định gây bất lợi cho tôm nuôi Chính vì vậy mà ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ nuôi tôm ở vùng ngập mặn, ven biển lùi lịch thời vụ thả tôm giống, chờ môi trường ổn định trở lại mới bắt đầu thả giống trở lại. Người dân cần hiểu rõ về nguồn tôm giống, thuốc thú y thủy sản, kiên quyết tiêu hủy những mẻ giống không đảm bảo chất lượng, không nhập những giống trôi nổi mang mầm bệnh. Và riêng đối với khu vực nuôi tôm bị chết thì phải tiến hành khoanh vùng, trước khi tháo nước ra ngoài phải được xử lý bằng hóa chất theo đúng đường dẫn của cán bộ chuyên môn và tạm dừng thả giống. Sau đây xin mời quý vị và bà con cùng đến với phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Trước tiên là đến với khu vực phía Tây Bắc Bộ. Tại đây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 cho đến 11 độ, có nơi từ 12 cho đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 13 cho đến 16 độ. Riêng khu vực Lai Châu Điện Biên là từ 18 cho đến 21 độ. Độ ẩm biến đổi trong khoảng từ 80 cho đến 85%. Tại phía Đông Bắc Bộ, Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 3, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là từ 7 cho đến 10 độ, vùng núi dao động từ 4 cho đến 6 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 12 cho đến 15 độ. Độ ẩm biến đổi từ 70 cho đến 80% đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Tại đây trời nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, trời rét, phía bắc sẽ có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại phía bắc là từ 10 cho đến 13 độ và phía nam là từ 14 cho đến 17 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía bắc từ 13 đến 16 độ, phía nam từ 16 cho đến 19 độ. Độ ẩm trung bình là từ 82 cho đến 93%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, tại phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, còn miền phía Nam thì mây thay đổi và có mưa vài nơi, còn ban ngày trời nắng. Gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc là từ 18 cho đến 20 độ và phía Nam là từ 21 cho đến 23 độ. Còn nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc 22 cho đến 25 độ, phía Nam 26 đến 29 độ. Độ ẩm biến đổi trong khoảng từ 77 cho đến 90%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên. Tại khu vực này có mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 27 cho đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Cuối cùng là các tỉnh Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại đây dao động từ 21 cho đến 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, độ ẩm biến đổi từ 78 cho đến 83% bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo